rồi anh em mình đang ở tại Singapore vừa mới tham dự Asia-Pacific Business Conference xong và Lý Xuân Nghi rất là vinh dự là được vinh danh trên sân khấu trong Á Thái Bình Dương là đã đạt được là top 9 Achiever của cái quán Thái Bình Dương về commission cho năm 2021 thì đây là điều rất là vinh hạnh vì Huy cũng vừa mới đạt được là top 1 Việt Nam. Bây giờ là top 9 của châu Á Bình Dương. Có các điểm cảm xúc của Huy như thế nào ngày hôm nay chia sẻ với lại tất cả mọi người. Mày xin nên hãy thực sự là một cảm giác rất là hạnh phúc vì đây là lần thứ 2 Huy được đến Singapore và cũng là lần thứ 2 nhận chủ tốt của Asia Pacific. Lần này là tập 9 nhưng mà thật sự sau 1 năm của Huy thì thật sự là Huy cảm thấy rất là đẹp vì và lần này lại được đến tham quan một cái tổng trưởng đại bản thân của Asia Pacific rất là đẹp mắt của mình. Và quá tuyệt vời và cái cảm xúc cực kỳ tốt rất là nhiều người lại nghe thì em rất là happy và em nghĩ rằng là nếu mà bất kỳ ai ở vì những em như bây giờ thực sự là chắc là rất là đúng của anh này. Rồi bây giờ mục tiêu của Liên Năm Sao lại gì nào? Năm trước là top 10, năm nay là top 9. Rồi bây giờ sao mục tiêu chúng ta là gì? Em nghĩ rằng là để tốt của Việt Nam mình là ngay sân bên mình này nọ như em là anh người ta là sân bên thì năm nay em nghĩ là phải đạt được tập bằng trở lên thì mới thành vi và mình mới là lần thứ ba trở lại sân bên thành lần thứ ba thì em sẽ nỗ lực và hy vọng là tất cả các bạn ở giờ Việt Nam sẽ nỗ lực bên để chúng ta có thể nằm trong tập bằng của cái sân bên của năm nay. Ok, quá là tuyệt vời các chị nha, nhớ nha. Lý Sư Huy đặt mục tiêu là top 3 2022 của châu Á Thái Bình Dương và Lý Huy là top 1 Việt Nam nữa các chị. Rồi lần nữa chúc mừng em rất là nhiều nha. Nào đạt cho em một chuyến là chuyến thật sự là tuyệt vời. Cái hy vọng là trong nhiều năm nữa thì Việt Nam chúng ta sẽ phát triển xa sau mong đợi và trở thành một người bạn sắp ba cho Singapore. Ok, thank you.